Thầy không muốn giấu em nữa. Thật ra Phượng kia nay vẫn còn hồng, mà sao Rick vẫn chưa chồng ngộ ghê. Nhìn ánh mắt rất nhu cầu, nhưng mà chừng nào cắt máy dòm sao. Thôi giờ ông phim dòm ké tôi không thích. Tụi ông đi đi. Anh đi đi. Đang quay. Ủa không được. Có gì đẳng đâu dòm. Có cái máy quay. Giờ máy quay làm chi? Giờ máy quay, máy quay mới tự diễn cảnh chứ. Gì ghê vậy? Ừ. Dòm đi. Nói rồi. À, gì má lại lộn. Sorry đói nặng à. Chào các bạn, mình là Nguyễn Lê Tiến Dũng. Nguyễn Lê Tiến Dũng lộn. Sở dĩ nó có tên vạch áo trường nghệ xem luôn lại. Em chờ vô lớp đi, lớp em kìa, vô trong đó báo cho em. Chưa má ơi, chưa ăn dữ.